Hello xin chào anh em, sau đây thì mình sẽ chia sẻ cách để mình sử dụng dầu lau top coat 50% để chúng ta lau cái hộp gỗ Stolar mộc. Đầu tiên thì mình đeo găng tay để cho nó đỡ dính tay nè. Đó. Rồi, chuẩn bị cái kẹp nè, tưởng chuẩn bị khăn nè. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nha anh em ha. Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là gì? Chà nhám. Đó, anh em hãy chà nhám nha. Chà nhám thật là kỹ. Ở đây thì mình sử dụng nhám là 320. Anh em sử dụng nhám 320 hoặc là 400 tùy theo cái độ nhám của cái gỗ của mình hiện tại thì gỗ của mình thì đã được chuẩn bị khá là ok rồi nên là mình chỉ dùng nhám 320 là được rồi anh em nhé rồi sau khi mình đã trà hết tất cả các góc cạnh thật là kỹ thì anh em nhớ là à, làm sao cho nó thật là mướt nha anh em á Mình trà xong rồi thì mình trà luôn cái nắp nè Đó, trà cho cái nó ok luôn Đó, đó chà luôn chà luôn ha các chi tiết đều phải chà ha chỗ nào càng chà càng kỹ thì cái sơn lên nó sẽ càng đẹp anh em ha sau khi mình chà xong thì mình sẽ bắt đầu làm cái gì anh em nhỉ mình sẽ hút bụi à tại vì nếu không hút bụi thì cái chỗ này bụi hồi nó sẽ dính lên sơn của mình nó rất là xấu nha rồi sau khi mình đã hút bụi xong thì mình sẽ lau thêm một lần nữa cho nó kỹ anh em nha đó làm càng kỹ thì cái chỗ làm việc của mình nó càng sướng nha đó 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 rất là đã ha rồi sau khi mình đã chuẩn bị xong rồi bắt đầu thì chúng ta chuẩn bị lau thôi đó Chúng ta sẽ lấy uh, dầu ra nha anh em nha. Rồi, đây. Đây, top phần 50% bóng. Rồi, chúng ta sẽ mở ra nha. Ở đây thì mình dùng một con vít uh, rất là dài để mở. Đó, mở rất là tiện. Rồi, đây cái top Coat nó sẽ cái màu hơi lỏng lỏng như vậy anh em nha. Rồi, chúng ta sẽ nhúng vô một ít dầu, sau đó chúng ta sẽ lau lên cái hộp của mình. Thì để uh, làm thì mình kê thêm một cái miếng uh, mica nữa để nó không có bị dính ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình lao nha đó trời mới vuốt cái là đẹp rồi anh em thấy không quá trời đã luôn rồi lao mặt trên mặt dưới mặt phải mặt trái mặt trong mặt ngoài anh em lao hết luôn ha đó lao một cái là đẹp tới lao tới đâu là đẹp tới đó trời đã đó phê 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 ha sau khi mình lao cái mặt ngoài xong thì bây giờ mình lao luôn cái mặt dưới nè cái miếng vờ nia này mình lao luôn à, mình lao để mình bảo vệ luôn anh em ha cái này nó sẽ chống mối mọt chống nước luôn nha đó độ bóng là 50 phần trăm anh em thấy mới lau thôi nó đã đẹp rồi đó mình lau chỉ cần một nước thôi thì cũng đã được rồi ha còn nếu mà chúng ta như thời gian dư sơn thì chúng ta có thể lau hai ba nước nói chung là đau đến khi nào thấy ưng ý thì thôi còn cái chuyện lau thì nó rất là dễ luôn ha đó cái này là cái kê phía bên trong để đảm bảo là nó không có bị sụp xịt rồi bây giờ mình lau luôn phía bên trong này luôn nè đó, mình dư mà mình dư sơn là mình la thoải mái luôn đó đã chưa À, mấy cái góc kẹt đồ ha lau cho kỹ luôn. chỗ nào nào khó quá thì mình có thể lấy cọ mình lau vô nha anh em ha. còn trong trường hợp này thì cái dụng cụ của mình nó có thể đưa vô rồi. cái phần sơn dư thì chúng ta nhớ dùng cái khăn chúng ta lau lại nha. À, chúng ta đừng có để nó dư, dư nó sẽ dính rít rít, nó sẽ làm cho cái bề mặt của mình không được đẹp. trong quá trình chúng ta lau thì chắc chắn là cái tay chúng ta cầm cầm thế nào nó cũng sẽ làm à, có cái dấu đặc biệt là nếu anh em không sử dụng găng tay thì nó sẽ có dấu vân tay của mình, thì nên mình sẽ vuốt nhẹ sơ sơ, đó, vuốt cho nó đẹp. Sau khi mình vuốt cho nó đẹp xong rồi thì mình làm cái gì nữa ha? Rồi, mình đợi cho nó khô anh em nha, mình đợi cho nó khô, đó. Để mình nhanh quan sát thật kỹ, cái chỗ nào mình thấy mà nó hơi ướt ướt, mà nó dư sơn, phải lau lại ha. lấy cái khăn này mình lau lại nó, để cho nó bỏ hết tất cả những cái dòng sơn dư ra. Đó, ngon lành chưa Thì sau khi mà anh em vuốt như vậy gần như nó đã hoàn thiện rồi Đây, đây là cái gỗ cái hộp sau khi nó hoàn thiện Thì anh em thấy bóng 50% thì nó bóng bóng vậy thôi ha Đó, đã chưa Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tận hưởng thành phẩm của mình Mình sẽ lấy cây kiềm mình bỏ vô Đây, đây là cây kiềm Victor ZD 200 gạch 175 Đó, bỏ vào Đây là cây kiềm 770 gạch 200BG Đó, để vô rất là khít luôn nha xong chúng ta đậy lên nè trời ơi nó đẹp đó một cái sản phẩm đẹp thì phải đựng trong một cái hộp đẹp như vậy anh em ha nó phê chưa vậy là xong rồi đó.